Từ ngày mà Eon Mall mở cửa đến giờ thì mình có bị giảm không? Có, giờ cũng có người luôn. Giờ cũng có người luôn à? Bao nhiêu đồ số quán này hết. Ồ, chắc bán được không chị? Là rồi hả? Dạ, một ngày bán bao nhiêu cả chị? Ui chào ơi, đoàn đi khách cửa mua đi lửa mà bán đây. Chào lần động, bọc hơi, ngon. Đây là tiệm của chị đấy hả? À, tiệm của chị Hành ba con. À, mời ba con thưởng thức. Các ó các chị ai cũng đẹp hết, nhưng mà tiệc thái hàng bạn bây giờ ít khách quá. Chúng ta xem cái đồ hàng hóa của ba con. Dạ, áo xanh ở quê lên là làng Mô Rắn. Phù Mầu. Rau khoai, bắp chuối, trái chuối, buông chuối, rồi là cải, rau muống, à, cây là dừa thơm. Cả một chuyến đò mình chở như thế này khoảng bao nhiêu tiền chị hả? Bán được 2 triệu không? À, không được 2 triệu luôn. Trong kia có cây giấy vàng mã. Giá? Ồ, cả đò như thế này mà 5-70 ngàn hả? Có ý là nói mua bán hàng hết cả cái đò này luôn hả? Bốn người cỡ 200 ngàn hả? Dạ, ba người. Ba có một người 200 hả? À, người 200. Dạ. 200-300 mua, giờ mua lên á. Mình bán mấy giờ là hết? À, 1 giờ về. Từ giờ nữa chạy lên đấy chắc cũng phải tiếng. Cũng phải 5 cái số à? Khoảng được 7 cái số không anh? 10 cái số. Ở năm nay mấy mươi rồi mà thấy con gánh gông cũng khỏe rồi. 72 dạ. Làm nghề đi lâu chưa? Làm từ khi mấy tuổi? Khi 15 tuổi chưa luôn. Chả đủ loại rau trên xe luôn. Tất cả hàng từ sản xuất đây cung cấp cho bà con, đảm bảo là rau sạch. Dạ, rau sạch. Dạ, bên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay vui mừng kính chào quý bà con, quý vị và các bạn xa gần buổi sáng bên cạnh dòng sông Hương, một dòng sông hiền hòa mặc dịu của Huế, một cái huyết mạch đầy kỷ niệm của bà con đang còn ở quê hương cũng như là xa hương. Cũng khá là lâu ngày rồi mình chưa cập nhật video cảnh quan đây đó, các cái nội dung chuyên đăng tải để bà con chúng ta về thăm. Thời tiết của Huế hôm nay cũng rất là đẹp, mặc dịu, trời không mưa, nắng nhẹ lim dim, có thể nói là trời dim. Mình đi đầu trần như thế này không cảm giác nóng, chỉ cảm giác là mát. Dạ thưa bà con, như vậy là sau khi Eon Mall mở cửa từ ngày 16 tháng 9 năm 2024 đến bây giờ là ngày 26 tháng 9 rồi, 10 ngày chẳng, thì tình hình buôn bán của các chợ như thế nào? Chúng ta đã biết là Eon Mall, một cái trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung, rất là thu hút bà con từ cái ngày mở cửa cho đến bây giờ. Cho dù là thời tiết có mưa, có gió, mình đi về Eon Mall mình vẫn thấy bà con nườm nượp về đó khám phá, ăn uống, mua sắm. Còn tình hình bây giờ cụ thể, mời bà con chúng ta tham quan, thăm lại chợ Đông Ba. Chắc bà con quý vị và các bạn biết vừa rồi mình đi một cái tuyến đường rất là mới phía sau chợ Đông Ba, và từ đây chạy lên cho đến chùa Thiên Mụ luôn. Đó là cái tuyến đường đi bộ dọc sông Hương, đường đi bộ xuyên rừng phía bờ Bắc.
thỉnh thoảng có những cái điểm vòng cảnh như thế này. Và ở đây chúng ta nhìn qua bên kia là công viên Trịnh Công Sơn. Bên kia có cái bức tường của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bằng đồng, rất là đẹp. Trời Huế đợt này có mưa xen kẽ với nắng, cho nên chi chúng ta thấy cảnh quan cây cối rất là xanh tốt, mượt mà. Qua nhiều video của mình thì chúng ta thấy không những chợ Đông Ba và nhiều chợ khác, bây giờ cái nề nếp sắp xếp rất là chỉnh trang, lịch sự, văn minh và sạch sẽ nữa bà con quý vị và các bạn ạ. Bên kia là cầu Gia Hội, xa xa là cảnh Trường Tiền, Mẹ Xuyến Thiên Hương. Chúng ta nhìn cái góc đường Phan Bội Châu, đường Phan Đăng Lưu. Phan Bội Châu là tên ngày xưa, đường Phan Đăng Lưu ngày nay là một cái tuyến thương mại điện tử, nhưng mà bây giờ cái mức độ cũng ít hơn hồi xưa rồi. Và nó cũng có các cái tên khác như là đường Gia Long, Ngã Dừa, vân vân. Chúng ta đang đi vào trước chợ Đông Ba. Cảnh quan các cái hiệu hàng, các cái shop bây giờ ngăn nắp, của ai ra nấy và biển hiệu tên tuổi đầy đủ. Chúng ta cùng tiến vào bên trong. Bà con trong cái giai đoạn chuẩn bị hàng buổi sáng cho một ngày kinh doanh mới, hàng Huế, nón Huế. Ồ, chào chị, chờ chị kêu Bình cái em giật mình. Chị bán hàng chi ở đây? Em bán. À, dạ. À, à, bạn à, đâu kia là bạn hàng chứ chị? Hoa quả trái cây. Hoa quả trái cây hả? Còn ở đây là cháu chị bạn à, đủ loại. Chờ cũng nhiều hàng ấy. Đặc sản Huế hết đấy. Thấy đúng máy mà răng ngoài đẹp đẹp ấy hả? À dạ được à, trong máy nhìn thế nào? Thấy lớn, mà răng ngoài đẹp ấy. Chắc cái máy răng ấy chứ. Về đổi cái máy lại rồi. Chị bán được không chị? Dạ, tâm ta má. Dạ. Từ ngày mà Eon Mall mở cửa đến giờ thì mình có bị giảm không? Có, chứng có người luôn. Chứng có người luôn à? Bao nhiêu đồ số quán này hết. Ồ, chắc là thời gian thôi, hy vọng sau hết nóng. Chị là chữ là quả ý lắm. Dạ. Dạ. Chứng có người thì chúng làm như bao nhiêu đồ số với Eon hết. Ồ, rồi à. Chị bạn đấy có hàng gì bạn ra được ngoài không? Có chứ. À. Hột sen này. À, hột sen. Tím sen này. Tím sen. Trà này. À, trà. Tiêu sò này. Dạ, yeah. Tiêu sò. Trà sâm dứa này, các loại như là đi được hết này, cung đinh hoàng đế. Trà sâm dứa, trà sâm dứa này là rắn hè. Là bỏ vô chỉ xong một đảo vô uống. Có lợi ích gì chị hè? À, uống mát gan. À được à. Hết mụn. Mát gan, hết mụn. Đẹp da. Ồ, cái này có vẻ hợp với em chị này, với mắt mụn đây. Trà hoàng đế, dạ. Các cái sản phẩm này của Huế không? Của Huế hết luôn. Ồ, trà sâm dứa 60.000 một gói. Chắc có lẽ là mua cái về uống thử chị ha. Đây, hả? Mình xưa mở hàng. Trà hoàng đế. Ồ, hoàng đế này là bao nhiêu? 50.000 thôi. Khải nén có giá chị? À, 175.000 cũng rẻ ha. Chừng đi tím sen nửa ký làm mà cũng đòa đó. À, đây là hột sen. Dạ con chào mẹ. Bạn đứng mẹ à, mẹ bạn tầm tầm thôi. Sắp Tết rồi mức rồi, cả cái loại hạt phục vụ Tết, bà con mau sắm Tết cả hết bà con ơi. Một cái lối bên phải và ngược lại lối bên trái, ngay cổng chính chúng ta thấy có một cái đình chờ.
Bánh canh. Bánh canh. Dạ, đi review về đi mua đồ. Dạ. À, mua trà, mua áo quần. Dạ. Dạ rồi, mua rồi. Dạ. Bạn được không chị? Là rai hả? Dạ, một ngày bạn bao nhiêu cái chị? Vì đang có khách. Trời bảo lục với học trò đi học bao nhiêu trở lại quay như là rồi xong. À dạ, theo chị thì bảo mưa gió lụt lội học trò đến trường rồi. Và một cái lý do rất là chính đáng nữa là giờ khách về y on mon hết rồi. Dạ. Hy vọng là một thời gian hết nóng thì sẽ trở lại với chợ Đông Ba chị ha. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Em cảm ơn chị nói chuyện ha. Dạ. Nói chung là tình hình bên thầy cũng vặn rất là nhiều so với trước đây khi Ion Mon chưa mở. Dạ. Dạ đi thăm bà con. Trời có vẻ vặn hẳn ấy ó hề. Dạ. Các loại bánh cổ. Thiên Hương, cô Ti. Dạ. Ớt bột. Bún hến. Ngồi ăn đây được không chị? Dạ. Dạ. Dạ, chị làm đi chị, em mời bà con thưởng thức đây. Bún có cơm không chị? Cơm hến, bún hến. Cho em tô cơm chị nha. Một bì rau rất là ngon, xanh tươi sạch sẽ hấp dẫn. Bây giờ chờ thầy ngăn nắp sạch sẽ chị ha. Vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm. Dạ cơm. Cơm này phải để nguội chị hả? Dạ. Ớt rồi hành chảy rồi mè nữa. Ruốc. Hến. Hến xuống hương rồi chị ha. Nhà được mắm, tỏi, ớt. Đậu phụng gọi là đậu phụng chi chị ha. Chảy à? À. Dạ. Rồi tóp mỡ hay là da vậy chị? Dạ, da heo. Ừ. Khế nữa. Rồi, nước nữa chị. Cho vô luôn. Cho vô luôn hả? Dạ, cho vô luôn đi.
công đoạn cuối cùng chỉ có ăn thôi cho nó khỏe. Chào lần nóng bọc hơi ngon. Đây là tiệm của chị đấy hả? À, tiệm của chị Hành. Ba con à, mời bà con thưởng thức. Thành phần thì bà con biết rồi, có thêm rau quế, rau thơm. Xin mời. Nói chung các món ăn của Huế mình thấy rất là đậm đà, mặn mà, hương vị khó quên. Trong đó cái hương vị chính cho dù đi mua cũng không quên được, đó là cái mùi mắm ruốc. Cái hương vị mắm ruốc của Huế, như hương vị ruốc cũng như là nước mắm, mắm tôm vân vân, các loại mắm làm cho các cái món ăn của Huế như là bún bò, cơm hến trở nên khó quên, đặc sắc, ngon thơm. Nhưng mà có điều khách nước ngoài bà con dường như không thích cái hương vị đó. Bên thầy trong các cái món ăn ngon đáng thưởng thức ở Huế thì các cái trang web nước ngoài chưa đưa ra cái bún bò Huế. Mà trong đó là phở các loại người ta cũng đã rất là khen rồi. Cay. Ngon. Rau cũng như là muống có cái vị ngọt ngọt. Còn da heo, da như là tộc mỡ, rất là giòn, béo. Một tô như thế này bao nhiêu tiền vậy chị? 15.000. Buổi sáng phải 2 tô mới no được bà con quý vị và các bạn ạ. Chơi có vẻ vắng chứ ha. Hàng không thể thiếu, đây là cái hàng đặc sản, đặc trưng của Huế. Dì Vân, bánh canh, 10 đến 15k. Đây, bánh canh dì Vân này bà con, ngon quá, nhưng mà tiệc thay mình ăn rồi. Nhỏ chứ bán heo gà, vịt, quay, bò tươi, bò tải. Đây là một cái hàng ẩm thực. Dạ. Mời bà con ghé chơi mua ủng hộ bà con. À, bạn tao đắc kèo bây giờ Ion Mall mở ra khách giảm quá. Chào con quay chủ con à, đẹp quá. Dạ. Ôi còn đôi tóc đẹp chưa. Chà, nhìn thầy mà dữ ta. Khu vực quán cơm, hàng ăn bữa trưa tối, bún bò Huế cô xuân. Dạ em. Dạ, ôi tao cô xuân, trời ngon quá. Dạ, còn cái nồi này. À, 7:30-8 giờ mới đóng khách, nhưng mà bún vẫn nổi tiếng. Nghe đồn là ngon nhất chợ Đông Ba thì phải. Dọc theo đường Trương Dương cũng có cả cái hàng ăn bà con ạ. Dành cho du khách đi dạo
khát nước, đói bụng vào đây có thể ăn sáng, ăn trưa. Các cái quán cơm, tôm, cá, thịt, gà, các loại. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài này là đường Trương Dương, nó bọc phía sau chợ Đông Ba. Ngành hàng tươi sống. Đi ra cái đoạn cây ngành hàng tươi sống này, nghe cái hương vị tôm cá mực. Bây giờ chúng ta thấy cảnh quan cũng rất là sạch sẽ bà con ạ. Bên cạnh dòng sông thơ mộng nhìn rất là rõ luôn. View đẹp luôn. Cá nục kia 25 ngàn, cá hồng 20 ngàn. Dạ. Ế quá hả? Nhờ bà con ghé chợ mua ủng hộ các chị ở chợ Đông Ba. Kẹo bây giờ ế quá. À đó, biết ai để mà mua đúng không? Dạ. Các ó các chị ai cũng đẹp hết, nhưng mà tiệc thái hàng bằng bây giờ ít khách quá. Bà con ghé Huế, ghé chợ Đông Ba mua ăn ủng hộ. Dạ. Và chúng ta thấy từ cái hàng cá thịt tươi sống đi ra, dạo bộ bên sông Hương rất là gần. Nhiều chiếc ghe, chiếc thuyền của bà con đánh bắt trên sông Hương đang chuyển hàng hóa và đổ tại cái khu vực phía sau chợ này. Đoàn du khách nước ngoài tham quan chợ. Rau quả. Dạ, rau củ quả. Chợ Đông Ba kính chào quý khách. Đó, bạn ấy đi cân bao nhiêu? 40 ngàn. Chứ có không biết lừa lắm sao? Dạ rồi. Ở lừa cho con 1 cân ha. Ở nồi măng ngon lắm. Ở ai ngồi đây bạn à? À, bà một ngày được mấy cân? 15 cân. Cỡ 5 cân hả? 15 cân. Hàng để mô. Bạn hãy cả ní bà lấy hàng chỗ mô. À, có nghĩa là mình nách đi 15 cân luôn. Nách hay là mình chở xe máy? À, và vào trong kia họ đuổi. Xin chị ngồi đây. Chà, ở đây bằng dao. Đây là cái cổng số 6. Chúng ta thấy bây giờ cả cái đường ngang dọc không những có tên cổng mà có tên đường số, số 4, số 8. Rồi các khu nhà, khu hàng, khu A, khu B, khu C, khu D, khu E, v.v. Nói chung là
bây giờ cái sự sắp xếp bài bản. Măng cục. À dạ. Chắc là hẹn chị lúc khác rồi. Như vậy là xã hôm nay đi chợ Đông Ba được chừng này à, tổng cộng hết 2 xì. Đi chợ thì cũng mua sắm cho vui. Hoàn cảnh của mẹ khổ lắm, mẹ bị ung gan nữa. Rồi mà ba đứa tù nội của mẹ là quá chứ không có xe đạp đi học. Cặp ba màng lý gì á. Quá như đi mùa đứa mùa nữa nơi mà quá như mẹ ôm cọc cái sổ mẹ đi bán á. Mẹ nuôi ba đứa chỗ nội, vừa no vừa đói cùng chứ. Phải chỉ giúp đỡ cho phụ bên thì cho cháu xe đạp đi học ở trời. Ba nhà mẹ ở bố? Nhà ở 126 đường Ứng Bình, Cung Hến. 106 đường Ứng Bình. 126. À 126 đường Ứng Bình, Cung Hến. Cung Hến. Dạ. Giờ hoại mẹ thắng bảng về số núi ba đứa tụi nồi ở đây. Còn tức là ba đứa cháu ở bên mẹ hả? Ở bên mẹ mà vừa no vừa đói. À bữa nó bữa đói nữa. Bán được đó là coi như là ngoài mẹ lo cho ba cháu, con ai lo cho ba cháu nữa không? Dạ không, có ba hẳn là coi như lâu lâu đi xe thô có tiền buông. À như thế là mẹ, là mẹ nội hay là mẹ ngoài? Mẹ nội. À. Ừ. À ba cháu con trai thì dạ, làm chúng ra điên điên không không nữa. À không bất thường. Tầm tràm nữa. Mẹ nghĩ gì rồi mẹ có số điện thoại bao nhiêu mẹ đọc đi, nhiều khi ba con đó ai thương họ mẹ sao? Giúp đỡ cho mẹ cả tôi, mẹ bị uống gan nữa. Số mẹ mấy? Số mẹ mẹ để ngược lại con quay cho ba con thấy này. Rồi. Đây, đây là số điện thoại của mẹ. Dạ. Và chỉ đó thì hy vọng ba con thương mẹ ha. Dạ mẹ cứ gặp nhiều ảo bình như vậy. Bình thì nói chung là nếu có thì bình sẽ giúp ngay. Dạ. À con mẹ đạo mẹ không có xe đạp để học nữa. Ngay không ngay sao thôi. Ở bên vì già mà học nó chỗ đường ô đức khiêm nhờ xa quái. Đi tệ chính xe đi thì họ không cho mà chỉ cần nữa. Dạ. Bạn với số tiền mấy cô nó tồi lắm. Dạ. Bữa nó bữa nó phải thua. Dạ. Ở đây có nhiều người định tiền bên có qua giúp. Mà chắc là hy vọng bà con thương khi khác. Dạ như vậy thì sáng hôm nay bên cũng rất là vui mừng được gặp lại bà con. Được bà con theo dõi thăm Huế. Chúng ta thấy Huế trời tàn ráo, nắng bây giờ là ấm rồi. Không mưa bão dữ dội như những năm trước vào thời điểm này. Và tình hình chợ Đông Ba thì nói chung cũng có sự ảnh hưởng nhất định, vắng hơn tầm cỡ 40% so với trước đây. Ion Mall chưa mở. Cái lúc này bên quay xong là cái lúc cao điểm cùng 9:30 rồi bà con ạ. Nhưng mà chúng ta thấy cái lượng khách vẫn rất là ít. Và ngay cả các cái khu siêu thị cũ vậy, như là Go, trước đây là Bixi và Cốc Mắc. Mình sẽ cập nhật cụ thể ở các cái video tải lên tiếp theo.
Xin mời bà con chúng ta cùng đồng hành theo dõi, không quên subscribe đăng ký, cái nút subscribe đăng ký bên dưới, cùng chúng ta thăm Huế với Bình qua YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Kính chúc bà con luôn mọi sự tốt lành, vui khỏe, mọi sự như ý. Hẹn gặp lại bà con, quý vị và các bạn, video tải lên tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.